con bóng chèo nó cửa nó không sợ ai rồi. Bảo có một người đi nhặt vỏ sò vào cho người yêu. Đấy. Cứ từ sáng cứ lặn lội. Nhưng mà cô không đưa tay lên cho cô Hường. Cô Hường còn vây vây. Đó. Lạnh ấy. Ông. Chưa, anh tắm tí nữa. Thôi, thế thôi, được rồi, tắm thôi.